Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách sử dụng phím tắt để xuất down máy tính trên Win 10 Nếu như các bạn chúng ta muốn tắt máy tính á Thì các bạn chúng ta sẽ bấm tổ phím sau đây Ví dụ như đây Đây chính là bàn phím của tôi Bây giờ tôi muốn là tắt máy tính đi Thì tôi sẽ bấm tổ phím là ALT F4 Tức là một ngón các bạn chúng ta sẽ giữ phím ALT Và một ngón các bạn bấm vào F4 Thì nó sẽ tắt máy tính rồi bây giờ tôi sẽ làm mẫu cho các bạn xem nha Rồi các bạn lưu ý nha Trước khi tắt máy tính á Những ứng dụng mà bạn đang mở á Thì các bạn chúng ta phải đóng hết đi Đó ví dụ như đây Tôi đang mở trên gì quét lên nè Bây giờ tôi sẽ tắt cái đi đó, Nhớ nha Những ứng dụng đang mở thì các bạn chúng ta phải đóng hết đi Rồi sau khi đã đóng ứng dụng Mà bạn đang mở rồi Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là tắt máy tính Bằng tổ phím ở đây tôi sẽ bấm tập phím là ALT kết hợp với phím F4. Thì lúc này á nó sẽ xuất hiện hộp thoại là sit down. Nếu ở đây á nó hiển thị là sit down rồi thì các bạn chúng ta sẽ bấm vào enter để chúng ta tắt máy tính hoặc là các bạn có thể là chọn vào ok để chúng ta tắt. Còn nếu ở đây á chưa xuất hiện là sit down thì các bạn chúng ta sẽ sử dụng mũi tên đi lên hoặc đi xuống để chúng ta có thể là chọn và sit down và chúng ta bấm vào enter để chúng ta tắt nha rồi ngoài ra các bạn cũng có thể là sử dụng tổ phím sau đây để chúng ta tắt máy tính đó là windows x nhớ nha bấm tổ phím là windows x sau đó các bạn chúng ta bấm vào chữ u hai lần thì nó sẽ tắt nha rồi bây giờ tôi sẽ làm mẫu này đầu tiên tôi sẽ bấm tổ phím là windows x nó sẽ xuất hiện thế này bây giờ tôi sẽ bấm chữ u một lần này sau đó tôi sẽ bấm vào chữ u một lần nữa thì nó sẽ tắt máy tính đó đây là hai tổ phím để các bạn có thể là tắt máy tính trên Win 10. Đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách sử dụng phím tắt để shutdown máy tính trên Win 10. Nếu thấy video hay hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn đã theo dõi.